Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm rất là thực tế dưới kính hiển vi. Thì trên tay mình đây đang là một mẫu nước ở cạnh bên đường. Trước khi đến với phần thí nghiệm thì mình mời các bạn xem qua một giọt nước ở cạnh bên đường. Nó có bao gồm những sinh vật gì nhé mọi người. Khoảng 1 phút video sắp tới thì mình khuyên các bạn không nên ăn hoặc uống bất cứ thứ gì để thưởng thức video trọn vẹn hơn. Một phút vừa rồi có bạn nào xem mà không tua không? Nếu mà không tua thì mình đoán chắc con người bạn rất thích sự kinh dị. Còn bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đến với phần thí nghiệm. Ở trên màn hình bây giờ đang là một lọ to một lọ nhỏ. Thì mình sẽ dùng lọ nhỏ cho bằng ngăn đá. Lọ to sẽ cho bằng ngăn mát. Trước khi cho vào tủ lạnh thì mình bọc khá là kỹ để tránh sự lây nhiễm vào cái tủ lạnh của mình. Thì bây giờ mình sẽ bóc hai cái mẫu vật này ra. Khiếp, bọc gì mà chặt vãi. Bây giờ thì mình sẽ so cái mẫu ở trong tủ mát trước để xem là nó có khác gì với lúc đầu hay không. Úi giời, trong tủ lạnh mà vẫn sống nhăn răng. Thậm chí nghe chừng nó còn khỏe hơn mọi người ạ. Nhìn nó bơi thật là vui mắt. Đáng lý ra thì mình chỉ làm cái thí nghiệm đông đá thôi. Nhưng mà ở đây thì mình muốn biết là khi nó giảm xuống khoảng 10 độ so với nhiệt độ sống của nó thì nó có chết hay không? Hay là nó có thể sinh sôi tốt hơn? Và giờ thì đây là kết quả đây mọi người ạ. Tốc độ của nó bơi mình nghĩ khá là nhanh. Thì bình thường như suy nghĩ là sẽ cho một mớ rau vào tủ. Thôi tối rửa, tối ăn rửa, rửa cả thế. Nhưng mà để như thế thì vi khuẩn nó lây ra rất là nhanh mọi người. Bây giờ thì mình sẽ soi cái thí nghiệm đông đá xem là nó có khác biệt gì không nhé mọi người. Đối với mẫu nước đá này thì mình để ở ngoài tận 3 giờ để cho nó có tan thành nước hoàn toàn và cho nó đạt đến nhiệt độ bình thường sống của con vi khuẩn này. Làm vậy để khi mình soi và lấy mẫu ấy, thì nó sẽ đạt được kết quả chính xác. Và trong quá trình mình để trong 3 giờ thì mình vẫn đậy nắp rất là kín. Bây giờ thì mình mời các bạn ngước lên màn hình và xem kết quả của chúng ta. Rồi, xong luôn. Vãi, đông đá rồi mà vi khuẩn vẫn sống nhăn. Không tác dụng gì luôn. Sợ thật. Còn sống ngon lành hơn đấy mọi người ạ. Mọi người nhìn này. Rồi còn phát hiện cả cá thể mới luôn đấy. Kinh khủng khiếp. Cá thể này là có đuôi này. Nó đang dùng cơ bụng để bóp để dồn thức ăn vào bụng.
Những con này thường ăn các vụn hữu cơ và các vi khuẩn nhỏ. Đấy, mọi người có thể thấy nhìn các cái đầu, cái phần đầu của nó có các cái đầu sợi lông, vừa có tác dụng để bơi là vừa có tác dụng là đẩy dồn thức ăn vào. Sau đó sẽ co bóp bụng và cho nó xuống hầu và dạ dày. Ui, mình cũng không thể tin được. Mình nghĩ là ít nhất cũng phải chết tương đối, nhưng không ngờ luôn là vi khuẩn nó còn sinh sôi hơn đấy. Không thể tưởng tượng được. Mình làm cái video này để mục đích là ví dụ như các bạn bình thường các người dân ấy, hay mua đồ sau đó để vào tủ lạnh. Người thì sẽ để vào ngăn đông, người sẽ để vào ngăn mát. Thường thì những người mua bận rộn ấy, thì sẽ mua một số lượng nhiều một chút để vào những ngăn đông để ăn dần. Hoặc là nhà các bạn mổ lợn chẳng hạn, sẽ để vào ngăn đông để ăn dần. Nhưng mà bây giờ xem xong video này mình nghĩ là không ổn. Kể cả thịt lợn sống mà rửa sạch đến mấy thì nó vẫn có các ký sinh trùng và giun xa các thứ. Để vào ngăn đông thì vẫn có khả năng sống sót được và tăng khả năng nhiều. Đây, như các bạn thấy ở đây này, các con này giống như các con giun xá này, rất là nhỏ, ấu trùng. Ở đây thì mình vừa phát hiện một cá thể vòi voi xanh. Kích thước của nó rất là to nên mình nghĩ là nó đã chết rồi. Ở đây có một ấu trùng giống như một chiếc thuyền này mọi người. Đây là dạng ấu trùng này, có thể sống trong cơ thể con người. Hello, như mọi người ở đây là nhìn thấy một con vi khuẩn đang bơi rất nhanh. Trong đầu nó đang nghĩ rằng mỗi khi mình bơi rộng lắm mà, sau hôm nay bơi gặp cái gì lại phải quay đầu này. Đó, đi hết phần lăng kính là lại phải quay đầu lại. Ấy, không biết thằng nào đang lôi ra mình nghịch đây. Đang mệt gần chết cứ bắt bơi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký và để lại những bình luận, ý tưởng mà các bạn muốn mình làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.